máy điều hòa không khí của bạn có giống như thế này không? Quá nóng hoặc quá lạnh hơn mức cần thiết, làm sao bạn có thể ngủ ngon? Bạn thức dậy trong trạng thái uể oải. Nhưng kinh hoàng nhất chính là tốn điện kinh khủng. Nếu máy điều hòa nhà bạn giống thế, hãy chuyển ngay sang Daikin Inverter. Với máy điều hòa không khí Daikin Inverter, nhiệt độ sẽ được điều chỉnh từ từ đến mức thích hợp. Cảm biến sẽ kiểm soát tốc độ của motor để giữ nhiệt độ trong phòng luôn ổn định tại mọi thời điểm. Khác với máy điều hòa thông thường không có hệ thống inverter, nhiệt độ thực tế sẽ thấp hơn nhiệt độ cài đặt từ 1 đến 2 độ. Máy nén sẽ tự tắt làm nhiệt độ đột ngột tăng lên 1 đến 2 độ so với mức bạn cài đặt. Và máy nén lại được kích hoạt. Cứ như thế, máy điều hòa loại này sẽ làm không khí quá nóng hoặc quá lạnh hơn mức cần thiết. Hệ thống inverter cũng sẽ tự động kiểm soát mức tiêu hao năng lượng và hiệu suất của máy nén. Điểm khác biệt lớn giữa máy nén swing và máy nén rotor truyền thống chính là máy nén swing vận hành êm ái hơn và không gây rò rỉ môi chất lạnh. Nhiệt độ phòng luôn giữ ở mức mát dịu, dễ chịu. Với độ ồn chỉ tầm 19 decibel, vì thế bạn có thể ngủ ngon và sảng khoái, không lo lắng về tiền điện. Tối ưu hóa khả năng làm lạnh, nhưng giảm mức tiêu hao năng lượng đến hơn 40% so với các máy không inverter, cũng có nghĩa bạn sẽ tiết kiệm được 40% chi phí tiền điện. Và sự tiết kiệm này ước tính trong một năm như sau. Như vậy, một năm bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền điện đấy nhé. Bạn thấy đấy, có sự khác biệt rất lớn về mặt chi phí trong một năm giữa máy có inverter và không có inverter. Daikin Inverter còn có thể giúp bạn tiết kiệm bằng cách mua máy công suất nhỏ hơn. Chẳng hạn, nếu phòng bạn cần một máy có công suất 10.000 BTU, thì với máy điều hòa không inverter, bạn cần mua loại có công suất 12.000 BTU. Tuy nhiên, một máy điều hòa không khí inverter chỉ cần công suất 9.000 BTU đã có thể vận hành ở mức 11.600 BTU. Thật hiệu quả phải không nào? Không chỉ hiệu quả cao, Daikin Inverter còn bền bỉ hơn nữa. Với phần bo mạch được phủ lớp bảo vệ ngăn côn trùng và các tác nhân gây hại máy. Hệ thống ổn áp giúp tránh hư hại do điện áp không ổn định, nên bạn sẽ không phải tốn kém cho việc sửa chữa liên tục. Hơn thế, máy điều hòa Daikin Inverter còn sử dụng thế hệ môi chất lạnh tiên tiến R32. Thế hệ môi chất mới nhất này không phá hủy tầng ozone và ít có nguy cơ tác động lên sự nóng lên toàn cầu, chỉ bằng 1/3 so với môi chất thông thường. Với khả năng làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng nhiều hơn, Daikin Inverter là lựa chọn hoàn hảo nhất cho bạn và cho trái đất thân yêu. Muốn sảng khoái và trong lành, chọn ngay Daikin Inverter R32.